Mẹ Sắc Bình nói gì khi con trai đi bước nữa với Phương Oanh? Mẹ Sắc Bình mới đây đã chia sẻ cảm xúc của bà khi con trai kết hôn với diễn viên Phương Oanh. Bà bày tỏ tình cảm ủng hộ cho nữ diễn viên. Mẹ Sắc Bình đã hạnh phúc khi con trai đi bước nữa với diễn viên Phương Oanh. Được biết, ngày 15 tháng 6, nữ diễn viên Hương Vị Tình Thân và nam doanh nhân đã quyết định đăng ký kết hôn tại Hà Nam vào sáng ngày 15 tháng 6. Buổi nhận giấy chứng nhận kết hôn của hai người tại Ủy ban Nhân dân phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam có sự chứng kiến của một số thành viên trong gia đình Phương Oanh. Trước viện hỷ của con trai, bà Kim Hòa, mẹ Sắc Bình đã hạnh phúc khi con trai quyết định tìm hạnh phúc mới. Theo bà tiết lộ với Ngôi Sao, gia đình đã ưng ý Phương Oanh ngay từ lần ra mắt đầu tiên. Kể từ lần gặp gỡ này, bà và nữ diễn viên giữ mối quan hệ thân thiết, trò chuyện với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Vợ chồng bà ủng hộ con trai đi bước nữa sau khi chứng kiến Phương Oanh quan tâm, chăm sóc và hòa hợp với hai con riêng của Sắc Bình. Thậm chí vì quý mến Phương Oanh, bà còn thương cô bị oan ức. Tôi thương Oanh chịu oan ức, bị vu khống là người thứ ba. Điều tuyệt vời là Oanh rất hợp với hai con của Bình. Hai đứa trẻ ủng hộ bố đến với cô, còn thương cô bị đổ oan. Bé Mây liên tục bày tỏ tình yêu với Oanh, bé dinh vui khi bố và cô thành vợ chồng. Gia đình tôi có happy ending khi Oanh làm dâu con, mẹ Sắc Bình nói. Trước đó, chuyện tình của Phương Oanh và Sắc Bình được chú ý từ tháng 8 năm 2022 khi một số hình ảnh hẹn hò của họ lan truyền trên mạng. Từng có thời gian, họ xuất hiện thông tin rạn nứt, tuy nhiên đó chỉ là đồn thổi. Sau hơn 10 tháng công khai chuyện tình ái, Sắc Bình và Phương Oanh đã đập tan những tin đồn về mối quan hệ không bền vững. Họ thường xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện. Cả hai còn liên tục hâm nóng tình cảm bằng những chuyến đi từ châu Âu, Hàn Quốc và những địa điểm check-in nổi tiếng ở Việt Nam. Tất cả những hình ảnh của họ đều được bạn bè ghi lại và chia sẻ khắp mạng xã hội.